Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và hôm nay thì chúng ta sẽ chơi nhanh vòng quay thế giới nhá. Hiện tại là mình vừa mới nạp một củ vào và mình có đâu đó tầm 2249 FC. Và hôm nay thì nó đang có một cái sự kiện X2 ở bên cái vòng quay thế giới này. Có nghĩa là khi các bạn chơi vào một cái ô nào đó thì các bạn sẽ được X2 cái quả lên. Ví dụ các bạn nhận được gói Real Madrid này thì các bạn sẽ được X2. Tức là các bạn nhận một gói, các bạn quay trúng ô đấy các bạn sẽ nhận được hai gói. Y chang như thế, khá là ngon. Còn ở bên cái sự kiện sân cỏ rực lửa đấy thì các bạn chơi một lượt thì các bạn sẽ được tính thêm chơi một lượt nữa. Nhưng mà nó cũng không giống X2 đâu anh em ạ. Ví dụ như đầu tiên là mình tưởng ấy là các bạn chơi một vòng thì các bạn sẽ được đủ để chơi một vòng nữa. Nhưng mà nó không phải là như vậy nha mọi người. Và những cái lượt chơi thêm nó sẽ không tính. Đấy. Cái lượt chơi thêm nó lại không tính, cho nên là mình cũng không tính là chơi sân cỏ rực lửa. Mà sự kiện vòng quay thế giới nó ngon hơn, cho mình quyết định là chơi vòng quay thế giới. Thì chơi cái sự kiện này nó đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần ấn vào cái nút này thôi. Được cái là chơi 1 tặng 1 này. Bạn nào mà không biết nó cụ thể như nào ấy thì các bạn cứ lên trên đây các bạn xem này, nó có ghi ở đây này. Đấy. Anh em chơi được X2 quà. Ui. Ui. Nhiều vé dữ vậy. Hợp lý nha, hợp lý nha. Ui. Ê, nếu như mà các bạn mà hên nhá, các bạn có nhiều vé đấy với cả nhiều cái ô xúc sắc đấy thì rất có thể là các bạn chỉ tốn tầm 500.000 các bạn được 100 vòng. Ui, nhiều xúc sắc chứ gì. Nhưng mà hình như là chơi một xúc sắc được tính một xúc sắc rồi, các bạn ơi. Đúng rồi đấy. Vậy là các bạn chơi cái gì các bạn được từ đây chơi, các bạn trúng một xúc sắc các bạn tính một xúc sắc nha. Vậy là cái sự kiện này khá là ngon nha mọi người. Các bạn đây, các bạn chơi một cái này các bạn được trúng một cái này nhá. Đó, vậy là có nha mọi người. Hồi nãy mọi người có kêu mình là cái này thì không được cộng nhưng mà nó vẫn được cộng này. Khá là ngon nha anh em. Đó, cho nên là anh em nào chơi thì nên chơi ngay đi. Khá là hấp dẫn, chỉ có duy nhất trong ngày hôm nay thôi đấy. 500.000 thì mình được khoảng 94 vé nhá. Cũng hấp dẫn đấy các bạn. Thì nói chung là mình quay cũng khá là ít vào mấy cái gói này ấy, cho nên là nó cũng không được nhiều. Rồi làm phát nữa đây. Ồ, nó chỉ được một lần thôi anh em ơi. Vãi. Mình tưởng nó được nhiều nhưng mà nó chỉ được một lần thôi nha các bạn. Vậy là chúng ta phải chơi tất cả những cái này rồi. Nó chỉ được một lần duy nhất thôi nha các bạn ơi, không được nhiều nha. Mình tưởng được nhiều lần cơ. Nhưng nó chỉ được một lần duy nhất các bạn ấn thôi nhá. Cho nên là cũng không ngon lắm đâu anh em ạ. Mình tưởng là được vài. Được vài thì ngon nhưng mà nó chỉ được một lần thôi các bạn ạ. Vậy thì mình có nên chơi qua bên kia không nhỉ? Được 100 vòng chưa? 100 rồi. Ơ, 500k được 100 vòng. Vậy thì mình sẽ chơi nốt bên đây đi. Chơi 50 tặng 50 để xem như nào nào. Chí cho FC là được 100 lần à, phải không? Chả biết phải không. Đấy, không tính nhá mọi người. Như mình đã nói từ đầu nó không tính các bạn ạ. Nó ghi là tặng 50 thế thôi, chứ thực ra nó tặng cũng như X2 thôi. Cũng thế anh em ạ, không khác gì. Mình tưởng được 100 lần nhưng không phải nhá. 50 vé thì chọn cái nào đây? 50 vé chắc chọn bên đây anh em ạ. 50 vé chọn bên đây ngon hơn đấy. Bên kia thì nó cho gói World Cup 22 cộng 5, còn cái này 104 cộng 3 cộng 5 thì ngu, chọn bên kia đúng không? Chọn bên đây. 80 vé thì chọn cái này đi. Chắc chắn rồi. 100 vé này, 100 vé mới đáng suy nghĩ này. Chắc là mình sẽ chơi bùng nổ đấy ha. Bởi vì là mọi người có vẻ không thích mùa like lắm. Thế nên là mình sẽ quất cái này đi. Bùng nổ nó ra con long hút thì cũng vỡ mồm anh em ạ. Đây rồi, ok, quà đã về rồi. Và chúng ta sẽ cùng check xem là chúng ta sẽ được tầm bao nhiêu BP nhé mọi người. Check xem là chúng ta sẽ được tầm bao nhiêu BP nào. Cứ tính là 4 tỷ đi ha. Ủa, sao nhiều vậy? 100 vòng rồi được tới tận 37 tỷ à? Làm gì? Tính cả bên kia nữa đúng không? Bên kia 50 vòng nữa. Nói chung là 150 vòng rồi được tầm 27 tỷ. Tầm đấy. LN cộng 3. Khó đấy. LN cộng 3 hơi khó đấy. SPL. Kalulu. Tiếp. Hy vọng hôm nay là có một con lửa. Một con lửa ở trong cái đống rác và thành công anh em ạ. Timber. Ca sĩ Justin Timberland. FA. Rồi. Chupo Mộng Tinh. Chú bò Mộng Tinh. Còn đây người ta gọi là chú bò Mộng Tinh đúng không? Xin World Cup này. Nào World Cup là ngon ngon cái đấy. World Cup. Trời ơi. The Two Men đi. Trời ơi sao rẻ đấy. Tù tối Berlin. Ui, sao nó xả nhiều World Cup vậy ra. Mình tưởng là World Cup nó sẽ không xả cơ. Đúng là cái mùa này mùa rẻ mà anh em. Xả toàn World Cup ạ. Bựa nhờ. Tầm này ra World Cup nhiều nhiều chút xíu này.
cao cao là win cúp này đấy. Trời ơi, ui Lingard là 104 luôn à, gắt vậy sao, Lingard đắt vậy nhưng mà cái giá thấp nhở. Mình tưởng mùa mới ra giá nó cao ấy, mùa mới ra giá hơi cùi nhá, 104-600 ở cũng cao. World Cup tiếp đây, World Cup ui lần à, quay ai ấy 107 Cafu, ủa Cafu cũng được nhở, mà World Cup ui cái ấy lại là Tuchel Mendy ạ, nhiều Tuchel Mendy quá ấy. Tiếp đây, siêu phẩm cái này, lại là World Cup ra lắm vậy. Trời ơi, câu gia tê, vút. Cái này chắc xin Real thôi anh em. Real là ngon. BTB, khói, ai vậy? Ồ, Alabachak, ui, Kawaker này, ngon. Ui, 108 luôn, Paulo Dybala. Được nhờ, cảm giác hôm nay lại có phôi đập một con 21 TI của mình lên, 21-22 TI của mình lên rồi đấy. Quân cúp giờ nó là quái rác hay sao ấy ra, hoài. BTB, ai đấy? Michael Ballack, cũng được. Ballack 600 triệu à, ngon. Tỷ lệ là hai con quân cúp luôn anh em ạ. Daniel James à, là người xứ Bale. Sư Quêu đang đá cho đội nào? Fulham. Ủa thằng này có phải là từng đá cho MU không anh em? Thằng này có phải từng đá cho MU không nhỉ? Nhìn mặt nó quen lắm. Và Anthony Elanga. Mà lại World Cup ạ. Toàn World Cup thôi. Herrera. Mẹ mùa này World Cup tại vì nó đông đội tuyển quá mà anh em. 32 đội, mỗi đội 10 đứa. Mỗi đội mười mấy, 20 đứa hay sao ấy, đúng không? Cho nên là nó đông. World Cup cộng 4 là có tiền. Yo. BTB cộng 4. Ranamen fan cao. Đây là một World Cup cộng 4 thì cũng đủ ạ. Sao còn nhiều gói này? Sao anh không chuyển hẳn sang like TikTok cho nhiều view bên YouTube anh bị bóp ạ? Đúng rồi, thì anh có like bên YouTube ở đâu em? Mấy nay anh có like bên YouTube mấy đâu, anh chỉ like bên TikTok mà. Giờ anh quay clip anh up bên YouTube. Xin World Cup đây. Ra World Cup là chắc có lửa đấy anh em ạ. Ui World Cup khói, ai ấy? Rồi ôi Sterling đúng 1 tỷ luôn, vãi trưởng, cũng được. Xin World Cup 105 cái đây. Con gì đây? Không lửa không khói. Lại là cái thằng câu da té này. Thích là té. Cái này thì tỷ lệ mình nghe mọi người nói hay ra cái con tóc đỏ đỏ đấy. Đừng ra con tóc đỏ đỏ ạ, làm ơn. Con gì đấy? Ui giời ơi, Durek vãi cả nồi ạ. Gói này hồi nãy là mình lựa chọn gói này với gói World Cup 105 đúng không? Để xem gói này ngon hơn này, gói World Cup 105 ngon hơn nhé các bạn. What? Để xem. Ui lần à? Argentina. Crespo. Đúng không? Yes, 15 tỷ Argentina nhưng mà su tuyệt vời. Rồi chúng ta sẽ tới với top 122 PL. Ủa giờ là 22 rồi à? Mở cái nào. Top 122 PL và chúng ta sẽ có cái gì đây? Khói 109. Ui Frankie de Jong. Ồ Frankie de Jong ngon đấy chứ nhở, đúng không? 109 lần mà sao giá có 6 tỷ 6 vậy. Ôi thằng này ngon để ủ được anh em ạ. Tài năng trẻ. Thằng này từ giờ đến cuối năm kiểu gì cũng lên chỉ số. Ai cần thì đừng ra lau rút kia, muốn xin mày. Chúng ta cùng tới với gói ai cần AC Milan 2022. Và chúng ta sẽ có cái gì đây? Yo! Lau rút đẹp mơ cuộc đời. Tao biết ngay mà, lẽ ra mình không nên lấy cái này anh em ạ. Lẽ ra mình không nên lấy cái này, mình biết ngay mà. Rồi,
Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng tới với gói 96 cộng MC VTA LH cộng 8. Và chúng ta sẽ có cái gì đây? Get go! Lo! Ai đấy? Ui qua đồ, qua đồ ngon không vậy? Trời ơi, đúng là cuộc đời. Đúng là cuộc đời. Không gì là ngon hết. Nhìn mặt giống Ronaldinho ấy nhở? Sao ra Ronaldinho ta? Ra cái thằng mặt lối này khóc thực sự ấy chứ. Thôi nói chung là cũng ngon rồi anh em ạ. Cũng đến mức độ, không đến mức độ gọi là đen lắm. Cũng được tính là chạm tay vào bờ thôi. Chỉ chạm tay thôi. Chỉ kiểu đang bơi đấy anh em ạ. Sờ tay vào bờ thôi. Chứ không đến mức độ là đi xa đấy mọi người. Bởi vì là với 1 triệu mà được tiêu đây thì vẫn là ngon anh em nhá. 26 tỷ được thêm con Crespo 15 tỷ, được thêm con Cuado 13 tỷ nữa. Chỉ hơi đắng một chút là con này thôi, bởi mình không thích cái gói icon lắm. Mình không thích mở gói icon lắm, nó ra lau rút luôn ạ. Đen vãi nồi. Còn lại thì mọi thứ vẫn ok anh em nhé. 1 triệu mà được như này vẫn gọi là ngon rồi. Không tệ, không tệ.